Chào mọi người đang đến với kênh của Sinh viên Tóc Đỏ nha. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục phần 3 đi đến bãi biển Cổ Thạch nha. Rồi đây là cảnh hoàng hôn buổi chiều lúc 5:30. Đây là bãi biển. Cái này người ta kêu là bãi bãi cá voi. Cái này người ta kêu là lăng ông cá voi, chứ không phải là bãi cá voi nha. Phía dưới là đá, còn phía trên sau lưng mình là mấy cái đồi cát. Rồi cát của bãi đá chính là bãi đá cá voi à. Đây phía xa xa, nhìn xa tối quá nhìn không thấy rõ. Mình đi, bắt đầu mình đi xuống dưới. Bắt ốc, nhiều người bắt ốc bắt cua chứ. Này chiều ngắm hoàng hôn thôi. Có thu hoạch được gì chứ? Chưa thu hoạch được gì hết. Ốc nhiều quá chừng luôn nè. Vỏ ốc hả? Chứ đang nghiên cứu kiếm ốc gì giả tràng. Phía xa xa dưới đây là mấy cái con cua ốc. Bắt được gì chiều thấy sưng? Ôi, vỏ không vậy? Không bằng mấy đứa nhỏ ngoài biển kia rồi. Thôi, ngắm hoàng hôn đi mọi người ơi. Chiều mát. Mát, gió biển chiều lồng lộng mát lắm. Nhưng hơi rít. Lại có muối. Đâu, quay con ốc liền. Chỉ đang bắt cá. Bài ốc chết rồi. Sống không? Vậy bóp chết rồi, nhưng mà trong đây nó có con cua trong đây nè. Nhưng mà tưởng nó ốc sống. Không sao, tiếp tục thôi. Cá bóng quá trời luôn nha. Bóng không? Nè, bạn Tí đang tìm cá. Thấy rồi, mình thấy luôn rồi. Cá bóng. Cá nhiều luôn. Đi, nhảy qua phía bên kia. Đi luôn đi chị. Nước. Bây giờ là bắt đầu á. Biển sóng lặng luôn rồi, không có gió, sóng lặng. Nhưng mà nó hơi tối. Nên khó nhìn kiếm bắt được ốc với cua lắm. Cái bóng biển thì nhìn thấy được thôi. Cái này là chủ yếu là đi dạo chứ không phải đi bắt. Ốc gì sưng? Nó còn nhúc nhích luôn nè, không biết có ốc gì luôn nè, nó còn sống nè. Ốc gì mà người ta hay bán, mình ăn có ớt rồi. Nước cốt dừa rồi. Nhiều người đi tham quan quá ha. Hoàng hôn buổi chiều mà nên hơi tối chút. Kè nước nó chảy nè. Chiều tối rồi. Lớn còn rồi còn dọc cát nữa chứ. Chuẩn bị lên ăn tối thôi.
ăn chay buổi chiều à, ăn buổi chiều không đó, phía sau phía xa nè mọi người đang bắt đầu đi xuống biển, nước nhiều quá. Phía xa xa đó là cái đồi cá, đây là bãi bãi cát trắng, đồi cát trắng này đó, bãi cát trắng từ phía xa không để em đi lên cái đêm đi xuống rồi chụp. Phía xa là cái nguyên cái đồi cát trắng nè, bây giờ mình đi lên trên, tối thui rồi, cá nhiều lắm, đi không nổi luôn. Rồi hết đi nổi rồi, cao ngút trời luôn. Đi lên bắt đầu giờ leo núi, leo một cái ngọn đi ta ơi. Trời ơi trời, quá mà biết ai đi lên mà hồi nữa xuống dưới cắt vô đây chứ luôn. Trời ơi hơn nè, chạy nhanh lên, nãy qua mặt rồi nè, mệt quá rồi. Đây, đây là trên cái bãi cá này, bãi cá bãi đá cá dồi. Cao như mét này, cao 40 mét. Xong. Cao 40 mét luôn nè. Tiếp tục thôi, tiếp tục. Đây này, phía trên này, phía trên là đỉnh cao nè, khoảng 100 mét. Đỉnh cao đỉnh gió gió đỉnh luôn nè. Phía bên dưới đó là cái chùa nè, cái chùa này là đồi cát trắng nằm phía trên đây, trên đỉnh đỉnh đồi nè, đỉnh đồi còn cao nữa, đi hoài cao mấy trăm mét luôn kìa, còn cao lắm. Từ trên nhìn xuống là thấy cái nóc chùa nè, phá xuống dưới đây nè, đây dòm phía xuống dưới thôi, ở dưới đó là làng chài. Chiều hoàng hôn xuống gió bắt đầu thổi rồi nè, trên đỉnh đồi bắt đầu mọi người bắt đầu leo lên đây. Chiều lên coi nha. Xuân Viên tóc đỏ. Thank you.
buổi chơi vào mỗi buổi chiều. Trời ơi thằng nhỏ. Ê, rồi thằng nhỏ. Thôi, ở đây giờ này được rồi. Đi lại đây chụp chung tắm đi. Rồi. Rồi bây giờ bắt đầu đi nè, lên đỉnh nè. Tiếp tục thôi. Mấy giờ bắt đầu tối rồi, leo xuống. Leo xuống đợi cá xong là mình đi ăn. Ăn tối. Đó, mình nhìn phía xa đó cái chùa đó. Bé này tối rồi, 6 giờ rồi người ta đốt đèn lên rồi đó. 6 giờ ở mấy chỗ kia thì nó còn tối chứ. Nhưng trên bãi cát thì nó trống, nó còn sáng nhiều lắm nha. Về thôi, xong. Hoàng hôn xuống rồi. Đi bộ cát nên nó hơi bị giật màn hình một chút. Đây là lăng ông cá voi. Giờ mình đi ra tìm xe của mình, mình đi về. Xe bắt đầu còn xa lắm, cách khoảng 100 mét nữa. Mình thấy vô hình thấy đậu xe là biết rồi. Đậu vàng xe mới anh con. Rồi tối là chơi.
viên móng đi mẹ. Bánh tôm không? Dễ dễ quá trời mà. Tôm. Ăn sáng quá trời. Thì ở đây bộ ăn được à? Quá trời món kìa. À, mình hải sản quá nhiều lắm nha, tôm, cua, ghẹ, cá, mực, đủ loại, nướng, cháo đậu xe hả? Cháo gà, cháo vịt, thịt họ, xèo. Vậy ăn đây luôn ha. Để ra ngoài đậu đi, đi bộ vô. Nếu mà chứ ông cho thả được. Thôi bây giờ mình chạy vòng đi, mình coi mấy quán ngoài thử coi sao. Đi hết vòng. Ừ, coi mấy cái quán ngoài đi. Cái quán rồi thử mấy quán sáng mình thấy á. Dễ gì đâu. Rồi đây là gỏi cá sống nha, cá nó sống luôn, còn gỏi thôi, cá còn sống. Rồi món thứ hai là món tôm mực xào với mì. Món thứ ba là cháo hải sản, cháo hào. Đây, ai biết đây là cá bông múa cũng được mà nó cá bông múa chiên tương 300k một dĩa này. Cháo còn kìa chị. Này mực nướng, mực nướng này 100.000. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên cái hàng trang sức bằng cây, đồng giá 30.000. Bóng bóng. Thấy cái ấy không thả lọt vừa tay thì mua à, còn vừa tay thì con vừa mà thấy vậy chứ không sợ nó vô thì bự quá. Mà mới nó trắng chị ạ. Giờ chị lấy loại nào này anh cân nè. Cái hàng 500 đi. Đó là hàng cũ của nó chị. Ha. Dạ 170 nữa chứ. Anh mới lại. Mực nó về nướng còn gì nữa mà. Mua 3 lạng là 150. Cháo hoặc là nấu nước. 3 lạng là 150. Một nướng thì anh lấy cỡ này. Nướng thì 260. Nửa ký 260 mà nó tới 40 con rồi. Tính ra một con có. Đây là chuyến đi cổ thịt mình đã kết thúc rồi nha. Chào mọi người, hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ nhé. Không có hàng này. Bye bye. Bye. Cái hàng mới là không bao giờ mà chị nhìn cái hàng em cái hàng có cái nào mà nó hơi khô cứng.